Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Diện mạo cây cầu vượt sông Hồng nghìn tỷ nối Thái Bình Nam Định. Cầu vượt sông Hồng nối hai tỉnh Thái Bình Nam Định nằm ở cuối đường ven biển Thái Bình và đầu đường ven biển Nam Định. Cụ thể, cây cầu thuộc địa bàn xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, Nam Định và xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Dự án có tổng chiều dài 1,4 km với 27 nhịp, trong đó có 5 nhịp cầu chính và nhịp chính giữa sông vượt khẩu độ 120 m. Tổng vốn đầu tư của công trình gần 1.000 tỷ đồng. Dự án cầu vượt sông Hồng nối Nam Định Thái Bình được khởi công vào tháng 1 năm 2021. Sau hơn 3 năm, cầu vượt sông Hồng đã được hợp long vào cuối tháng 9 vừa qua. Cầu vượt sông Hồng là một cột mốc đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tiến độ chung của dự án tuyến đường bộ ven biển Bắc Nam dài 550 km. Đi qua 6 tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. Với tỉnh Nam Định, khi cầu sông Hồng và tuyến đường ven biển hoàn thành, sẽ kết nối các trung tâm kinh tế chính trị của các huyện ven biển, kết nối giao thông với các tuyến quốc lộ 37B, 21, 21B, kết nối tuyến đường trục phát triển của tỉnh và tỉnh lộ 490C, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường bộ ven biển trong khu vực. Cây cầu vượt chính là điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch biển của tỉnh, như khu du lịch dự trữ sinh thái, sinh quyển thế giới vườn quốc gia Xuân Thủy, khu du lịch biển Quất Lâm huyện Giao Thủy, Cồn Mờ huyện Nghĩa Hưng, Thịnh Long huyện Hải Hậu. Với Thái Bình, cây cầu này nối với tuyến đường ven biển sau khi hoàn thiện sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ khu kinh tế Thái Bình đến Hải Phòng chỉ 40 phút lái xe, đến sân bay quốc tế Cát Bi chỉ 55 phút, đến cảng quốc tế Lạch Huyện còn 60 phút. Thời gian di chuyển từ Thái Bình đi Hạ Long còn 90 phút thay vì 2,5 giờ như trước đây. Sân bay Vân Đồn chỉ 150 phút và cửa khẩu Móng Cái còn 180 phút. Nơi xây dựng cây cầu, cửa Ba Lạt là cửa chính của sông Hồng đổ ra biển và được xem là ranh giới tự nhiên của hai tỉnh Nam Định và Thái Bình. Tuy nhiên, theo lịch sử và các tài liệu ghi chép lưu lại, trước đây Ba Lạt vốn là con lạch nhỏ, người dân từ bờ này sang bờ kia chỉ cần một chiếc cầu tre buộc bằng ba cái lạt. Đến năm 1787 diễn ra sự kiện Ba Lạt phá hội, Ba Lạt đã trở thành cửa sông rộng lớn, những mảnh đất mới cũng được hình thành. Cho đến tận ngày nay, người dân muốn đi từ huyện Giao Thủy qua huyện Tiền Hải và ngược lại phải đi bằng đò. Chính vì vậy, cầu vượt sông Hồng đang xây mang một ý nghĩa rất lớn với người dân hai địa phương. Một điểm quan trọng nữa là khu vực này có vườn quốc gia Xuân Thủy. Tại đây có hệ sinh thái phong phú đa dạng, nhiều sinh vật quý hiếm đã đang được bảo tồn, gìn giữ và phát triển. Hứa hẹn cây cầu sau khi được thông xe sẽ tạo nên điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái cho vườn quốc gia này. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt dự án xây dựng cầu Tân An và cầu Vạn Bắc qua sông Kinh Thầy, kết nối thành phố Chí Linh với huyện Nam Sách và thị xã Kinh Môn với tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng. Dự án cầu Tân An gồm cầu dài 574 m, rộng 12 m và đường dẫn cầu dài khoảng 2,5 km. Điểm đầu thuộc phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, điểm cuối thuộc xã Nam Tân, huyện Nam Sách. Điểm đầu thực hiện dự án giao với quốc lộ 18 tương đương khoảng km 33 365 thuộc địa phận phường Chí Minh, thành phố Chí Linh. Điểm cuối khoảng km 3 485,47 thuộc địa phận xã Nam Tân, Nam Sách, chiều dài tuyến khoảng 3,5 km. Dự án này là dự án nhóm B do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư. Công trình có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025. Trong tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tạm tính chiếm hơn 90,1 tỷ đồng, chi xây dựng chiếm gần 431,5 tỷ đồng và các chi phí khác. Cầu Tân An có mục tiêu đầu tư để kết nối với dự án xây dựng tuyến mới, nối nút giao đường tỉnh 390 đến quốc lộ 18, đoạn qua địa phận huyện Nam Sách, nhằm từng bước hoàn thành trục giao thông kết nối liên vùng, nối quốc lộ 5 với quốc lộ 18 từ thành phố Hải Dương qua cầu Hàn, qua địa bàn huyện Nam Sách đến thành phố Chí Linh, giảm tải cho hệ thống giao thông hiện tại, đặc biệt với tuyến quốc lộ 37, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông khu vực theo quy hoạch. Dự án cầu Vạn gồm công trình cầu và đường dẫn dài 13 km, điểm đầu dự án giao với quốc lộ 37 thuộc xã Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, điểm cuối giao với đường tỉnh 389 và đường dẫn cầu Triều thuộc xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn.
Cầu có chiều dài 894 m, rộng 12 m, trong đó tuyến chính dài 9,7 km, xây dựng theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, nền đường rộng 12 m và mặt đường rộng 11 m. Theo tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, mạng lưới đường sắt được quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tạo ra thị trường xây dựng với giá trị khoảng 33,5 tỷ đô la Mỹ. Nếu tính cả hệ thống đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị sẽ tạo ra thị trường xây dựng khoảng 75,6 tỷ đô la Mỹ. Phương tiện, thiết bị khoảng 34,1 tỷ đô la Mỹ và hàng triệu việc làm. Nếu được chuyển giao công nghệ thích hợp, Việt Nam có khả năng phát triển công nghiệp đường sắt, trong đó làm chủ công nghiệp xây dựng, từng bước làm chủ và nội địa hóa về chế tạo toa xe, hệ thống cấp điện động lực, hệ thống thông tin tín hiệu, tự chủ toàn bộ công tác vận hành, bảo trì và sản xuất một số linh kiện thay thế cho đường sắt tốc độ cao. Do đó, việc phát triển đường sắt tốc độ cao là tiền đề để phát triển công nghiệp đường sắt, công nghiệp hỗ trợ. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Đường sắt Quốc tế, đường sắt tốc độ cao là phương thức vận tải bền vững, an toàn, thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên, đồng thời do tuyến đường sắt tốc độ cao phần lớn đi trên cao nên góp phần hiệu quả để ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế chia cắt cộng đồng. Do đó, đây cũng là yếu tố cho thấy sự cần thiết để đầu tư đường sắt tốc độ cao để phát triển phương thức vận tải bền vững, hiện đại, thân thiện, góp phần giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh. Yếu tố khác cho thấy sự cần thiết đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là hệ thống này sử dụng năng lượng điện là giải pháp tối ưu để chuyển đổi phương thức vận tải, góp phần đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 như cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP26. Ngoài ra, do tuyến đường sắt hiện hữu bị hạn chế khổ giới hạn, tải trọng trục nên việc đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao mới đáp ứng được yêu cầu vận chuyển các loại hàng hóa đặc chủng, phục vụ quốc phòng an ninh, hình thành thêm trục dọc cơ động khi có tình huống khẩn cấp. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Vương cho biết, trong lịch sử đầu tư công của nước ta, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, dự kiến tổng chi xấp xỉ 70 tỷ đô la Mỹ. Trong định hướng phát triển tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, mỗi ga tàu đều có các khu đô thị đính kèm. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Vương, trong lịch sử đầu tư công của nước ta, đây là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, dự kiến tổng chi phí xấp xỉ 70 tỷ đô la Mỹ. Nếu số tiền này được đưa vào triển khai từ nay đến năm 2035, thì tác động của đầu tư đường sắt tốc độ cao sẽ làm tăng khoảng 0,97% GDP, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện dự án đang ở giai đoạn đánh giá tiền khả thi. Công trình này có tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực. Theo đó, công trình sẽ tác động đến ngành xây dựng trong cơ cấu GDP. Bởi đây là công trình xây lắp, các ngành phụ trợ phục vụ cho công trình này như ngành cung cấp vật liệu cho xây dựng công trình, kể cả các vật liệu thông thường như cát đá sỏi hay vật liệu đặc chủng như sắt thép để làm đường hoặc các công trình khác. Các ngành dịch vụ cung cấp cho công trình này như tài chính ngân hàng hay dịch vụ về huy động vốn cũng chịu tác động. Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh tác động lan tỏa đến phát triển đô thị. Tuyến đường mở ra hơn 20 ga từ Bắc vào Nam, trong định hướng phát triển tuyến đường sắt này, mỗi ga đều có các khu đô thị đính kèm. Đây cũng là một động lực cho phát triển. Trong tương lai, chúng ta xác định phát triển đô thị là một động lực, thì đây là một động lực tốt để phát triển kinh tế xã hội, ông Phương nói. Các ngành khai thác sau này cũng chịu tác động khi dự án đi vào vận hành, đặc biệt là dịch vụ du lịch.
công trình đường sắt Bắc Nam quy mô cực lớn. Do vậy, để huy động lực lượng tham gia vào xây dựng công trình này sẽ tạo ra công ăn việc làm tương đối lớn. Ngoài ra, công trình sẽ tác động đến tăng trưởng của ngành vận tải hướng tới hiện đại hóa hệ thống giao thông vận tải, tăng thêm doanh số, năng suất, công suất phục vụ cho giao thông vận tải với một đường sắt mới. Công trình sẽ tác động đến tăng trưởng kinh tế xã hội sau khi đưa vào khai thác vận hành, góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đặc biệt là giảm chi phí logistics, góp phần đáng kể cho phát triển các ngành công nghiệp. Ngành sản xuất kinh doanh có sử dụng đến tuyến đường sắt này, ông Phương cho hay. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đi qua địa phận 20 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có mục tiêu xây dựng mới tuyến đường sắt đôi khổ 1.435mm, tốc độ thiết kế 310km/h, tải trọng 22,5 tấn trên trục, xây dựng 23 ga khách, 5 ga hàng, đường sắt tốc độ cao vận chuyển hành khách, đáp ứng yêu cầu, lưỡng dụng, phục vụ quốc phòng an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết. Tại dự thảo tờ trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, Chính phủ đã lựa chọn phương án tốc độ tối đa 350 km/h. Theo lý giải thì tốc độ 250 km/h đã phát triển cách đây khoảng 50 năm và phù hợp với tuyến ngắn và trung bình. Còn tốc độ 350 km/h và cao hơn đang là xu thế phát triển trên thế giới, phù hợp với các tuyến dài từ 800 km trở lên, tập trung nhiều đô thị có mật độ dân số cao như hành lang Bắc Nam của nước ta. Với tốc độ này, đi từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mất 5 giờ 30 phút, nhanh hơn gấp khoảng 6 lần so với đi tàu nhanh nhất hiện tại của đường sắt Việt Nam 33 giờ và chỉ hơn 2,5 lần thời gian đi máy bay hiện đang là 2 giờ 10 phút. Viễn cảnh đi tàu cao tốc Bắc Nam để ăn sáng Hà Nội, ăn trưa Sài Gòn sẽ được hiện thực hóa. Với chiều dài 1.541 km, tuyến đường sắt tốc độ cao bố trí 23 ga hành khách dự kiến đi qua địa phận 20 tỉnh, thành phố. Trong đó, mỗi địa phương bố trí 1 ga khách gồm Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. Giá vé đường sắt tốc độ cao dự kiến bằng khoảng 75% giá vé máy bay trung bình của hàng không giá rẻ và hàng không phổ thông. Để phù hợp với khả năng chi trả, thu hút khách hàng, vé đường sắt tốc độ cao chia làm 3 mức giá tương ứng với các đối tượng, mức độ tiện nghi khác nhau. Giá vé đề xuất không có sự khác biệt lớn đối với các nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam, thấp hơn hàng không, cao hơn đường bộ, nhưng chất lượng dịch vụ cao và tiết kiệm thời gian. Nếu được thông qua thì dự án sẽ được khởi công vào năm 2017 và hoàn thành vào năm 2035. Câu hỏi được dư luận quan tâm hiện nay là nguồn vốn nào để đầu tư đường sắt tốc độ cao? Đây cũng là vấn đề được quan tâm đặc biệt đối với dự án trong các lần trình trước đây. Kể từ khi được tái khởi động sau động thái phủ quyết của Quốc hội vào tháng 5 năm 2010 đến nay, dự án có quy mô lớn nhất Việt Nam đã trải qua hơn một thập niên nâng lên đặt xuống. Nếu như trước đây, đề xuất cao tốc Bắc Nam đạt tốc độ thiết kế 350 km/h, tổng mức đầu tư gần 56 tỷ đô la Mỹ đã không nhận được đa số ý kiến đồng thuận từ các đại biểu Quốc hội do lo ngại tổng mức đầu tư quá lớn, kéo theo gánh nặng nợ công trong bối cảnh đất nước khi đó còn nhiều dự án cần ưu tiên hơn. Thì tại lần trình này, các điều kiện về năng lực tài chính của Việt Nam hiện đã chín mùi hơn rất nhiều cho siêu dự án này. Thực tế tại nhiều quốc gia cho thấy, các đô thị lớn thường cần từ 2 đến 3 ga tàu cao tốc để kết nối hiệu quả với mạng lưới giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đang nhận được sự chú ý đặc biệt với viễn cảnh ăn sáng Hà Nội, ăn trưa Sài Gòn. Tuy nhiên, viễn cảnh này chưa tính đến rủi ro lớn trong việc tuyến đường sắt huyết mạch này sẽ chỉ kết nối với một ga duy nhất ở hai đầu tàu kinh tế cả nước.
Cụ thể, ga Ngọc Hồi được chọn làm điểm đầu tuyến tại Hà Nội nhưng lại là ga duy nhất phục vụ cho khu vực thủ đô. Tương tự, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ chỉ có ga Thủ Thiêm nằm ở cuối tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam và ga Long Thành tại khu vực ít dân cư sẽ chỉ có thể khai thác phục vụ nhu cầu của hành khách trung chuyển từ đường hàng không. Quyết định đặt ga ở ngoại thành là một hướng đi đúng đắn phù hợp với xu hướng phát triển của nhiều đô thị lớn trong khu vực. Chiến lược này được thiết kế nhằm giảm áp lực trong nội thành, đồng thời thúc đẩy phát triển các khu vực lân cận và đã được áp dụng tại Trung Quốc, Lào và Indonesia. Tuy nhiên, đối với những đô thị lớn và có vai trò kinh tế quan trọng như Hà Nội 8 triệu người và Thành phố Hồ Chí Minh 9,5 triệu người, việc chỉ có một nhà ga chính phục vụ cho đường sắt cao tốc là chưa đủ. Các thành phố này thường cần ít nhất từ 3 đến 4 nhà ga trung tâm, trong đó có ít nhất 2 kết nối với đường sắt cao tốc để đáp ứng nhu cầu người dân và kết nối hiệu quả với các tuyến đường sắt khác, đặc biệt là tại Hà Nội, với kế hoạch phát triển các tuyến đường sắt lên biên giới Trung Quốc, vùng Tây Bắc hay Hải Phòng, Móng Cái, nhu cầu cho các trung tâm trung chuyển sẽ càng trở nên cấp thiết. Chính phủ vừa trình Quốc hội đề án chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Tuyến đường dự kiến dài 1.541 km, tốc độ thiết kế 350 km/h, khai thác tàu chở khách và kết hợp chở hàng khi cần thiết, phấn đấu khởi công năm 2027 và hoàn thành năm 2035. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 67,34 tỷ đô la Mỹ. Nguồn vốn từ ngân sách trung ương, vốn góp của các địa phương, vốn vay có chi phí thấp và ít ràng buộc. Để dự án được triển khai đúng kế hoạch, chính phủ đề xuất 19 chính sách đặc thù. Nhà thầu ưu tiên sử dụng sản phẩm Việt Nam. Theo kinh nghiệm quốc tế, để phát triển công nghiệp đường sắt, đòi hỏi các quốc gia phải làm chủ công nghệ lõi, có nền công nghiệp phụ trợ phát triển và nguồn vốn lớn để mua công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất. Để tạo động lực cho doanh nghiệp trong nước tham gia vào thị trường công nghiệp đường sắt, cần có cam kết từ chính phủ cũng như cơ chế đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên, doanh nghiệp trong nước mới tham gia thị trường nên giá thành khó có thể cạnh tranh sản phẩm cùng loại trên thế giới. Nhằm giải bài toán trên, chính phủ đề xuất danh mục sản phẩm công nghiệp đường sắt, công nghiệp hỗ trợ, phục vụ dự án thuộc nhóm đặt hàng cho tổ chức doanh nghiệp Việt Nam. Trong nhóm chính sách huy động nguồn lực, chính phủ đề xuất quá trình thực hiện dự án, Thủ tướng được quyết định sử dụng các nguồn vốn như là trái phiếu chính phủ, vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, có chi phí khoản vay thấp hơn khoản vay trong nước và ít điều kiện ràng buộc. Dự án sẽ được bố trí đủ vốn qua nhiều kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp với tiến độ thực hiện. Thủ tướng quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm vốn ngân sách trung ương giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong trường hợp không thay đổi tổng mức vốn trung hạn và hàng năm đã được Quốc hội quyết định. Trường hợp cần thiết, chính phủ trình Quốc hội quyết định điều chỉnh chỉ tiêu bộ chi ngân sách, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ để huy động vốn cho dự án. Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 5,9 tỷ đô la Mỹ sẽ từ ngân sách trung ương. Để giảm gánh nặng cho ngân sách, chính phủ đề xuất nguồn thu từ quỹ đất vùng phụ cận, nhà ga nộp vào ngân sách trung ương 50%, còn lại chính quyền cấp tỉnh giữ lại 50%. Để khai thác giá trị quỹ đất vùng phụ cận, các ga đường sắt tốc độ cao, chính phủ đề xuất cho phép Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được điều chỉnh chức năng sử dụng các khu đất trong vùng phụ cận ga, điều chỉnh cục bộ quy hoạch mà không phải làm thủ tục điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Các địa phương cũng được quyết định chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, yêu cầu về không gian và sử dụng đất khác với các quy định tại quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng. Các địa phương được điều chỉnh khai thác mỏ vật liệu. Dự án đường sắt tốc độ cao cần lượng lớn vật liệu xây dựng từ các mỏ được cấp phép đang hoạt động hoặc tạm đóng chưa gia hạn giấy phép. Rút kinh nghiệm dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam gặp khó do thiếu nguồn vật liệu. Để giảm thủ tục khai thác mỏ, chính phủ đề xuất với mỏ đã được cấp phép đang hoạt động, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được điều chỉnh trữ lượng khai thác, gia hạn thời gian khai thác, nâng công suất theo nhu cầu của dự án mà không phải lập dự án đầu tư điều chỉnh, không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, không phải làm thủ tục xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Nếu mỏ có trong hồ sơ khảo sát vật liệu nhưng chưa được cấp phép khai thác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ sung vào quy hoạch thăm dò khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương, tổ chức thu hồi đất để khai thác theo yêu cầu dự án.
Ngoài ra, chính phủ còn đưa ra một số chính sách đặc thù như đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì thành lập tổ thẩm định kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu với sự tham gia của các đại diện, các bộ quốc phòng, công an, kế hoạch và đầu tư, tài chính, giao thông vận tải, thanh tra chính phủ, kiểm toán nhà nước. Cùng với đó, các cơ chế thủ tục di rời hạ tầng kỹ thuật cũng được đề xuất để giảm thời gian giải phóng mặt bằng, chính sách về hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhà ga, đường sắt không cần thi tuyển phương án kiến trúc. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dài khoảng 1.541 km hướng tuyến tiếp cận trung tâm kinh tế của các địa phương sẽ tạo cơ hội để tái cơ cấu không gian phát triển kinh tế kết nối nhanh, liên thông các đô thị lớn, tái cấu trúc hệ thống các đô thị, phân bổ lại dân cư, tạo động lực tăng trưởng. Về lựa chọn phương án kiến trúc nhà ga thuộc dự án, theo đánh giá, trường hợp thi tuyển rộng rãi sẽ dẫn đến thời gian chuẩn bị, thực hiện lập phương án kiến trúc và đánh giá kéo dài. Nếu thi tuyển mà không có phương án đáp ứng được yêu cầu theo quy chế, thì phải thực hiện quy trình tổ chức thi tuyển lại dẫn đến rất mất thời gian. Để đảm bảo phù hợp với tính chất của nhà ga đường sắt tốc độ cao, các yếu tố về công năng cũng như thẩm mỹ được tính toán trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội cũng như tiến độ của dự án, nên việc đề xuất chính sách không thi tuyển kiến trúc đối với nhà ga đường sắt tốc độ cao là cần thiết và phù hợp. Để giải quyết vấn đề trên, đề xuất cơ chế chính sách cụ thể như công trình nhà ga đường sắt tốc độ cao không thuộc đối tượng phải thi tuyển phương án kiến trúc. Bộ Giao thông Vận tải cho biết tiếp tục tính toán chi tiết hơn về chi phí đầu tư khai thác vận hành khi đặt ga hay không đặt ga, đảm bảo đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ thẳng nhất có thể. Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam, đường sắt cao tốc Bắc Nam là một trong những dự án hạ tầng lớn và quan trọng nhất của Việt Nam trong thập kỷ tới. Dự án vừa hoàn thành thẩm định thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Dự án tiếp theo sẽ chỉnh Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào quý 4 năm 2024. Theo ông Đào Ngọc Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải, đại diện tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam có tổng chiều dài chính tuyến khoảng 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi, điểm cuối tại ga Thủ Thiêm qua 20 địa phương. Tuyến được xây dựng đường sắt đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn trên trục. Vận chuyển hành khách đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỷ đô la Mỹ. Về tiến độ thực hiện dự án, dự kiến phê duyệt chủ trương đầu tư quý 4 năm 2024, lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi từ năm 2025-2026, triển khai giải phóng mặt bằng, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, khởi công dự án năm 2027. Phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035. Trên tuyến bố trí 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa. Việc bố trí ga căn cứ vào yếu tố quan hệ giữa tốc độ và cự ly ga dừng hợp lý. Với tốc độ 350 km/h thì khoảng cách hợp lý là hơn 50 km có một ga. Cùng với đó, vị trí đặt ga phải phù hợp với điều kiện hiện trạng, quy hoạch của địa phương. Ưu tiên tiếp cận các đô thị trung tâm hiện hữu, khu vực quy hoạch có tiềm năng phát triển mới, có khả năng kết nối tốt với hệ thống giao thông khác, khai thác hiệu quả hạ tầng và phương tiện. Tuy nhiên, theo tư vấn, trong tương lai, khi địa phương hình thành đô thị có quy mô dân số đủ lớn, khoảng cách đảm bảo khai thác sẽ nghiên cứu bổ sung ga và giao cho các địa phương hoặc nhà đầu tư thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Khảo sát thực tế, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam qua các tỉnh từ Hà Nội đến Nam Định, ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh, đây là dự án quan trọng trước khi báo cáo tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 xem xét thông qua, cần làm rõ các nội dung như hướng tuyến, TOD, vị trí đặt nhà ga sao cho khai thác vận tải hiệu quả, vấn đề kết nối với hạ tầng giao thông, phương thức vận tải khác. Đồng thời, tiến độ cần xem xét trong tổng thể nhu cầu bố trí vốn các dự án khác, cần có thứ tự ưu tiên cũng như có phương án để triển khai sớm công tác giải phóng mặt bằng tái định cư.
Bộ Giao thông Vận tải cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, ngoài ra còn các vấn đề như đi cầu cạn qua địa phương, điều chỉnh quy hoạch để phát triển TOD, phương án duy tu, bảo trì sao cho đảm bảo hiệu quả về đầu tư, chi phí, ông Vũ Hồng Thanh đề nghị. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy cho biết, về vị trí bố trí ga, căn cứ vào vị trí dự báo nhu cầu, coi các ga là điểm khống chế, từ đó xác định các yếu tố liên quan, hướng tuyến, vị trí ga đều đã được cập nhật theo quy hoạch quốc gia của địa phương. Như tại Hà Nội, hiện ga Thường Tín là ga hàng. Đầu mối phía Bắc bao gồm cả đường sắt tốc độ cao và đường sắt hiện hữu. Toàn bộ khu vực Phú Xuyên dành khoảng 200 hectare cho phát triển công nghiệp đường sắt, còn tại khu tổ hợp Ngọc Hồi sẽ đặt ga khách. Để làm rõ hơn phương án hướng tuyến, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục tính toán chi tiết hơn về chi phí đầu tư khai thác vận hành khi đặt ga hay không đặt ga đảm bảo thẳng nhất có thể. Về phương án tuyến đi trên cao, vượt qua nhiều quốc lộ và đường sắt hiện hữu, Thứ trưởng Huy cho biết đặc trưng của đường sắt tốc độ cao là đi trên cao. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam chủ yếu đi trên cầu cạn để giảm diện tích chiếm dụng đất, tránh chia cắt cộng đồng và ảnh hưởng bởi lũ lụt, nhất là khu vực miền Trung. Liên quan đến phát triển mô hình TOD, tại các khu ga, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cho hay, với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, Bộ Giao thông Vận tải xác định ga có 3 khu là khu chức năng, khu thương mại, khu TOD, TOD giao địa phương thực hiện. Về cơ chế, đề xuất nguồn thu từ phát triển TOD sau khi trừ đi chi phí giải phóng mặt bằng sẽ được giữ lại 50% và nộp trung ương 50%, đồng thời cho biết Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục thu ý kiến và tiếp tục làm rõ chi tiết.